Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhắc tới những chiếc xe tới từ châu Âu, đặc biệt là những chiếc xe tới từ Đức, chúng ta luôn có một cái nỗi sợ là hỏng rất nhiều, chi phí rất tốn, vân 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 vân. Thì trong cái series về E300 tôi đã làm rất nhiều rồi. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ mời tiếp anh Hùng ạ. Em chào anh. Dạ. Cũng xin giới thiệu với mọi người, anh Hùng là nhà đồng sáng lập của hệ thống cắt tóc tiên tiến công nghệ cao 30 size. Nhắc đến 30 size thì chắc chắn rồi, nghĩ đến là những cái vị trí rất là tốt và một cái hệ thống rất là chuyên nghiệp, đúng không? Đây Hùng 30 size, còn đây là Hùng Auto Daily nhá. Hùng 30 size đến với chiếc xe này chỉ trong vòng một nốt nhạc, khi mà mình lấy chiếc E300 có 10 Hùng và Hùng ơi lên cùng em một vòng thì ngay lập tức Hùng có thể đòi ra để xem có một con nào hay không, thậm chí là còn trả giá chính chiếc xe của mình. Đúng không? Chuyện rất thật. Nhưng mà mình có mời Hùng buổi hôm sau ra đi tham khảo thì có lẽ là quyết định cũng tương đối nhanh đối với chiếc BMW. Và sau khi quyết định thì chúng ta có một cái cuộc trao đổi rất rất dài trên cái tin nhắn. Đấy, thì mình cũng sẽ cho hiển thị lên màn hình, bởi vì mình đây là làm những câu chuyện thật. Vậy thì sau một thời gian sử dụng, bây giờ Hùng thấy thế nào? Có ân hận hay không? Tốn hay không hay như thế nào? Thực sự thì rất nhiều người đã, trước khi mà em lấy chiếc xe 320i này, đã rất nhiều người nói với em là xe Đức tốn lắm. Càng ngăn đúng không? Đấy. Càng ngăn, giờ xe Đức đi, giờ nuôi nó như thế nào. Rồi. Rồi thi thoảng nó nằm ở đường ra đấy, bao nhiêu công, bao nhiêu rồi. Việc của mình. Đấy. Thì thực ra là mình cũng phải vượt qua những cái nỗi sợ đấy. Thực sự là cũng cần cái sự dũng cảm, cái sự cổ vũ rất là lớn từ phía anh Hùng. Đấy. Thực ra thì mình thì không phải bà Pia, mình muốn là những cái dòng nào không phải xe Đức chung, nó sẽ có những cái dòng nó tương đối lành và chi phí tương đối là hợp lý thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, vì nó đã chạy sướng và an toàn. Nó là xe Đức mà. Đấy. Đấy, nói thật với anh là chiếc xe này là đã nằm đường một lần. Rồi, hôm đấy vừa mới lấy xe đâu khoảng mấy ngày đúng không? Và được hưởng cái nằm đường một lần thì lúc đấy là mình cũng hơi áp lực. Nói thật ra anh lấy cái xe này tương đối là áp lực đấy. Đấy. Bởi vì là anh rất sợ là nó có một cái vấn đề gì đấy, bởi vì đối với xe Đức mà một chiếc xe đã qua sử dụng. Thì thực tế là hôm đấy nói là nó bị nằm đường như thế thì trong người nó có khó chịu không? Thì bản thân là em không khó chịu một chút nào cả. Bởi vì sao? Thề. Thật. Bởi vì là mình đã chấp nhận. Mình đã chấp nhận, mình đã chọn nó. Thì nó có đỏng đảnh một chút, nó có đòi hỏi một chút. Rồi. Thì mình cũng sẽ ok, mình sẽ phải hiểu nó hơn. Người biết là tại sao nó lại nằm đường như thế. Và lần sau mình sẽ không để nó nằm như thế nữa. Và cái quan trọng là anh biết là khi mà em sử dụng cũng rất là khoa học, khi mà nó bị cái vấn đề về cái hở cái đường nước đúng không? Két nước. Cái két nước. Đấy, thì khi đấy nó báo quá nhiệt thì em dừng ngay, thì cái này trong quá trình sử dụng là chuẩn nhá. Đó. Rồi về bây giờ chúng ta hãy xem, đây là một chiếc BMW 325 năm 2005. Anh cũng lấy. Anh nhảy hố vôi trước. Từ đấy dùng hơi nhiều, nhưng mà đấy một cái từ tương đối là chính xác khi nói về những cái dòng xe như thế này. Còn đây là chiếc xe năm 2015 320i. Cái đời này đời cuối 25 rồi, máy B48 đèn LED đúng không? Đúng ạ. Đấy, thì nó có các điểm mới. Thực ra anh nhìn cái xe này hình như em đã có thay đổi một số điểm đúng không? À đúng. Cái mặt ca lăng này đằng trước là em đã thay để nó thành ra màu đen bóng. Rồi. Và toàn bộ 4 dàn lốp và la răng em đã thay từ 16 gốc của chiếc xe này lên 18. BMW rất dễ làm đẹp. Và anh nói thật là khi em đứng cạnh chiếc xe này trông có vẻ cơ bắp to. Em cũng tập gym. Trước đấy là đi xe không hỏng gì. Đúng. Thì là lười, nhưng mà lên xe này là phải tập để nó sánh đôi chứ. Chính xác. Vợ hai mà. Đúng không? Mình cũng phải sánh đôi chứ. Anh khi mà chơi xong các cái dòng xe này là anh cũng phải luyện cho bụng nhỏ lại. Vâng, em thấy anh chạy rất nhiều mà. Đấy, đúng không? Chiếc xe này khi em lấy về em đã làm những gì, bảo dưỡng những gì và chi phí bao nhiêu, em có thể chia sẻ giúp anh. Thực tế thì ngay từ đầu khi mà trước khi mua chiếc xe này em đã xác định là để ra khoảng 50. Để cho ok, bất kể có cái lỗi gì xảy ra là em cũng thể sẵn sàng thay thế để cho, biến nó thành một chiếc xe đi hàng ngày. Nó không thể chết giữa đường được. Vì em đi làm em không giống như là anh mang chiếc xe đi đua. Thì nó không tốn đến mức đấy. Phải chia sẻ thật là cũng có một số những cái cũng là may mắn, bởi vì là riêng 4 quả mâm lốp này anh biết em lấy giá bao nhiêu? Cho anh đoán. Mâm này là mâm zin của 330i.
Nói thật sự nếu mà mâm zin thì nó sẽ là không rẻ được, mặc dù là mâm tháo xe. Thì anh nói thật là đã là cuộc giao dịch thì anh không dám đoán. Bởi vì nó là giao dịch mâm đã qua sử dụng. Dạ. Nó tùy thuộc vào độ thân thiết, độ quen thân thì em có thể chia sẻ luôn. 4 quả mâm này kèm cả lốp. Rồi. À, chính xác là 10 triệu. Em gặp mày rồi nha. Ra to rồi đấy. Chính xác là phải nói là em nghĩ là có may mắn. Thế nhưng mà mình phải nói là câu chuyện là đây xe cũ hay là những cái phụ tùng của nó ấy, thì mình cứ nghĩ là đắt. Thế nhưng mà nếu như mình chịu khó lùng, chịu khó tìm và mình biết một chút và cũng gọi là có một số anh em gọi là để check được, hỗ trợ thì cứ nghĩ là đắt, lại thành rất là rẻ. Nhưng mà cái chi phí mà em bảo dưỡng cho lần đầu khi mà về tay em còn hùng hục em đòi là hỏi anh chỗ nào, thì lúc đấy là anh chưa qua bên chỗ sửa xe châu Âu, chỗ anh Hà Quốc Huy và Quỳnh bạn anh. Thì anh có bảo là chỗ cái hệ thống MN ở 107 Nguyễn Như Con Tum ấy, thì bản chất là anh Hà ngày xưa anh cũng build lên. Thì cái lần đầu em thay thế em sửa chữa hết lần đầu em thay thế bảo dưỡng đi. Thì em cho kiểm tra hết tất cả rồi. Máy móc rồi, hộp số, khung gầm chưa vấn đề gì cả. Rồi. Thì em cho thay hết tất cả các loại dầu. Dầu máy này. Rồi. Dầu hộp số này. Thay luôn rồi hộp số. Dầu hộp số thay luôn. Mấy vạn nhỉ? Dầu, bây giờ lúc em lấy con đấy là chưa đến 8 vạn nhưng mà em cho thay luôn dầu hộp số, dầu nghe hộp nói số. Dầu số khoảng 10 vạn là thay là cũng được đúng không anh? Đúng. Thế thì 2-3 nữa là dầu cầu. Dầu cầu em cũng thay. Và một số các lọc gió, lọc điều hòa. Lọc gió, lọc điều hòa và phát hiện ra một cái ống trong cái két nước nó bị giò. Rồi. Đó thì em thay luôn cái lần đấy là hết khoảng 13 triệu. Cho tất cả các hạng mục đấy. À. Và cái lần mà làm đường tiếp theo ấy thì có hai cái ống. Đây để anh lật cái máy lên cho. Ok. Đời này máy B48 là đèn LED đá cốp đây đúng không? Đá cốp. Đấy, những cái thay đổi không nhắc lên. À đúng rồi, cái này giật hai lần rồi. Đó thì lần sau là thay cái hai cái ống nhỏ nữa thì đâu ấy khoảng 4 triệu thì tổng cộng là 17 triệu. Bằng đúng anh làm bảo dưỡng một lần. 17 triệu chiếc xe này. Nhưng mà có một cái thông tin rất vui. Khi đấy Hùng cũng chia sẻ để mọi người có thể nắm được. Nhưng mà bản chất trong một cái đoạn chat thì mình có hỏi là thế đấy là chi phí bảo dưỡng, thế chi phí định nâng cấp là bao nhiêu? Bởi vì một chiếc xe thực ra 320 đời này cái vành nó hơi còi thì em thay là đúng rồi. Một số cái lưới tản nhiệt thì em thay này, nhìn màu đen này cũng đẹp hơn. Nhưng mà có cái nội thất thì Hùng gửi cho mình là một cái list nó lên tới khoảng nếu mà làm hết nó cũng phải 70 nhỉ. Hết thì nó phải tầm hơn 100. À hơn 100. Nhưng mà đến đấy thì mình có vui một câu là tiền sửa thì chưa thấy hết bao nhiêu mà tiền dự kiến để nâng cấp thì là một mớ, cũng giống như cái xe kia thôi. Nên là em mới nghĩ là thực ra nói là tốn là không phải là nó đòi mình mà mình muốn cho nó. Em có thể chia sẻ thêm mà cái quan trọng là chiếc xe này 2015 giá trị em mua lại lúc đấy là bao nhiêu? Giá trị lúc đấy em mua lại tính ra cả sang tên là nó đâu đấy rơi vào khoảng chưa đến 900 triệu. Chưa đến 900 triệu. Như hôm trước thì anh có chia sẻ với cái E300 mà cái chi phí mình dự kiến để lại ấy, để có thể phục vụ cho cái khoản bảo dưỡng rồi dự phòng, mình gọi là ngân sách dự phòng 5% đến 10%. Như vậy cái này em chỉ sử dụng mới hết có chưa được 20% nhỉ? Chưa đến. Ok, chúng ta hãy làm một vòng để xem BMW 320i đã được Hùng thay đổi rất nhỏ nhưng mà nhìn rất hiếm. Chiếc xe này là anh nhớ là có đá cốp. Có đá cốp. Đá lên nhưng không đá xuống bởi vì chính xác. Không có cốp điện đúng không? Đúng rồi. Đấy. Mình có thể đá lên nhưng mà là không có nút bấm ở đây. Dạ đúng. Cái đời máy N20 nhìn cái đèn nó khác đúng không? Chiếc xe này, những cái xe này nó chỉ thay đổi những cái chi tiết rất nhỏ thôi, nó mang lại cái nhìn hoàn toàn khác. Đèn này đèn LED anh. Ở đèn LED, đúng rồi. Nó là chưa LED. Còn N20 là đèn ở trước vẫn là đèn bi. Bi. Và cái vòng LED của nó cũng chỉ vòng ngoài thôi. Còn cái này là vòng, chút nữa mình bật lên cho mọi người xem. Trong suốt quá trình sử dụng này có chê cái gì không? Ban đầu thì sao nhiều người bảo là cái nội thất con này sao nó lại đơn sơ thế. Đến cái phanh tay mà vẫn còn phải giật giật thế này. Đây, mình sẽ vào trong khoang nội thất luôn nhá. Đúng rồi, phanh tay là giật mà chưa phải phanh điện tử đúng không? Chưa phải phanh điện tử. Cư dân của gì đấy? Tham à? Tham City. City cùng nhà chỗ với cả nhà anh Vinh. Rồi. Toàn anh em hố vôi hết đấy, nói hơi nhiều nhưng mà đúng là nói thật đấy. Ok, em có thể chia sẻ về cái nội thất đó. Thực ra là cái nội thất này nó em thấy nó rất nam tính. Rất nam tính.
Rồi. Nó vừa đủ dành cho mình và em bản thân em là người thích trải nghiệm lái. Uh-huh. Cái quan trọng của em là cái chân ga này, uh-huh, cái chân phanh, uh-huh, và cái vô lăng. Rồi. Thì em không có cái vấn đề gì và phàn nàn với cả nội thất chiếc xe này cả. Để mà còn muốn nâng cấp thì cái em muốn nhất có lẽ là một chiếc vô lăng M Sport. Ừ. Thì nó sẽ cho mình cái cảm giác là thể thao hơn. Rồi. Còn đâu thì những cái khác nó cũng gọi là nếu mà có thì mình làm thôi. Ừ. Như là cái màn hình NBT này hay là cái cluster hay là cái cần số thực hay là những cái mảng ốp này thì thay bằng này, đúng đấy, đấy những cái đơn giản đấy. Dạ. Nhưng mà nếu như mình để ý chỉ cần thay đổi nhẹ những cái đấy thôi. Dạ. Thì nó cũng mang lại cái hoàn toàn khác. Dạ. Chiếc xe này là có ấy chưa? Có cruise control chứ nhỉ? À, mới có lim thôi đúng lim không? Thôi, chưa có cruise control. Nhưng mà cái lim này thực ra là nó rất là cần thiết với chiếc xe này. À. Tại vì là khi mà đi trên đường hoặc đi trên cao tốc mà mải nói chuyện, anh em nói chuyện với nhau này, mát ga là không biết mình đang đi bao nhiêu, và cuối cùng nhìn ra có khi là quá tốc độ. Xe thiết kế autobahn chạy 140-150 vẫn êm gió, nhưng xe không hỏng gì chạy 70-80 ấy. Em đi trên đường cao tốc 5B Hà Nội Hải Phòng mà đi hết nấc 120 đi. Ừ. Cứng nữa. Êm ru đi, không cảm giác gì cả. Nó bám mà. Nó bám. BMW. Comfort. Comfort. Rồi, ba chế độ lái đúng không? Chế độ tắt cân bằng điện tử. À, có cả tắt cân bằng điện tử này. Cái cần số này là cần số mà anh vẫn thích. Yeah. Bây giờ mặc dù cái này nó gọi là hình chiếc lá mà nhưng mà nó nhân chắc học ấy. Nó như cái hình bàn tay mình ốp vào. Này. Em rất thích là cái cảm giác để đặt tay lên chiếc cần số. Đây ngày xưa bình chọn là tác phẩm nghệ thuật, dân báo chí thế giới. Và cái xe mà nó có cái cần số đây vẫn cảm giác là nó có cái gì đấy nó hay hơn là những cần số ở chỗ khác đấy. Đây là quan điểm cá nhân nhé. Quan điểm cá nhân đấy, đúng rồi. Như anh thì ví dụ các dòng mẹt ấy, anh lại trên gạt trên này ấy. Một số dòng nhiều dòng ấy, này, trên này đẩy nó cũng nhanh. Dạ. Nhưng để mà thẩm mỹ thì trên này là anh thích. Dạ. Này rất thích. Thế nói thật một câu, sau thời gian mấy tháng rồi sử dụng chiếc xe này thì bây giờ em chắc khoảng 2 tháng đi. Tức là có cảm giác sợ hay còn cái gì hay cảm nhận sâu sắc nhất là cái gì? Thực tế thì em cảm thấy là nó là một cái sự thay đổi về mặt tư duy. Thay đổi về tư duy. Nó là đổi xe nhưng nó là đổi tư duy. Ồ. Ý có thể rõ hơn được không? Anh chưa hiểu. Thực ra là cùng một chiếc cùng giá tiền, chiếc xe khoảng 900 triệu đi. Tức là lăn bánh xong coi loanh quanh là coi như 900 triệu. Coi như 900 thì em hoàn toàn có thể mua những chiếc xe không hỏng gì. Không hỏng gì. Mới tinh 100%. Nhưng mà thực sự là khi mà em chuyển sang chiếc xe này thì em thấy là đầu tiên là cái cảm giác an toàn. Một là an toàn. Cảm giác cực kỳ được bảo vệ khi mình ngồi bên trong chiếc xe này. Rồi. Hai là cái cảm giác lái mà những chiếc xe kia không thể nào cho mình cảm giác phấn khích khi mình ngồi sau vô lăng này được. Và ba thì nó là cái sự khác biệt khi mình đi trên đường. Hay là mình khác gọi biệt. Là anh em gặp nhau đi, bây giờ anh ấy có con E46 này, em có con F30 này, anh em đứng nói chuyện với nhau cảm giác cũng tự tin hơn. Tự tin hơn. Con này nó rẻ lắm. Rẻ. Mọi người còn bảo là đồng nát với ve chai thôi. Dám mua chiếc xe ve chai này mới là cái tư duy hay. Đúng. Được, ok, tiếp. Còn gì nữa? Thực sự thì đấy là ba cái em nghĩ là lớn nhất. Mà em kiếm đâu rồi cái bộ thảm vừa khít với cái xe này? À, cái thảm này là dành riêng cho cái dòng này nên là đặt vào một cái là khít luôn. À. Đấy, cái này thì em lấy từ trong Sài Gòn của bạn Khang làm Ultra Racing. À, đợt trước có tài trợ ở cái giải. Dạ vâng. Tức là bây giờ cộng đồng mình có cái gì vui, có cái gì hay ấy. Đúng. Thì chia sẻ ra cho mọi người biết. Đợt này em nhiều việc nên là đổi con này chạy tự dưng kiểu cái con đường mình đi nó vui. Cái này là một cái hay nhá. Ừ. Cái này là một cái hay đấy. Đây. Này anh em, mà mỗi cái phanh tay nó có thú vị của phanh tay thi thẳng. Tí nữa nhờ. Đúng không? Phanh tay còn tí nữa lại như thế này chứ. Rồi. Khác với xe không hỏng gì phết nhỉ. Con này chỉ đời này tiếc mỗi cái là không có lẫy. Không có lẫy này thấy anh em hay độ lắm. Nhưng mà cũng phải cẩn thận bởi vì con của anh Độ bây giờ chủ trước cũng đi đấu, bây giờ đa số nó toàn nổi bóng ấy. Con này thì nó không nó dễ thay. Thay vô lăng mà lắp là plug in con kia phải câu. Sport này. Cái này nhá. Ví dụ nó có những cái gen. Cái gen ấy
kể cả E46 hay là xe của em, thì khi đi manual thì khi em đẩy lên tự về số là nó về số. Đúng. Lý do tại sao? Bởi vì nó là theo phong cách là đua, nó là cái DNA mà. Thì nói chung là cái dòng này thì chạy thì như em nói thì nó khác hẳn đúng không? Cái khung gầm, khung gầm hay là cái vô lăng, mình cảm giác là mình gọi là nhích một tí, nó cũng cái xe nó cũng thay đổi theo. Đó, anh nhích một tí còn đâu đi. Những chiếc xe không hỏng ấy, thì có thể là mình lắc cái này xe nó đi thẳng. Hay là cái chân ga của nó đạp đến đâu là mình biết đến đấy luôn. Đấy là mình hay gọi là cảm giác lái. Là cùng cái đặc biệt nữa là em thấy là nó rất là khác. Nên là cái hộp số này. Rồi, mình đi nữa, không biết là nó chuyển số lúc nào. Hộp số trước này là hộp số ZF 8 cấp. 8 cấp. Đó, 8 cấp. Này, E46 phía trước kia kìa. Chỉ có 5 cấp thôi. Chuyển êm cực. 5 cấp từ ngày 2005 chuyển rất êm. 7 cấp của dòng không hỏng gì, chưa là gì đâu nhá. Chưa là gì đâu. Đấy, nói thật luôn. Và khi mà đi trên cao tốc chẳng hạn, khi mà mình muốn vượt, mình muốn vượt xe khác mà mình chỉ cần chớm chân ga một cái nó hiểu là lúc đấy là mình đang cần vượt. Nó chuyển số ngay và mình ngay lập tức là mình có vòng tua cao để mình đẩy chiếc xe lên, nó không bị rồ. Rồi, trên bảo dưới ra nghe ngay, không có độ lag và độ lag thấp, rất là dứt khoát, rất là mạnh mẽ, nam tính. Đấy là cái chi tiết mà thích ở cái DNA của BMW. Thôi nói chung là chăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ anh em mình đảo lốp để thấy BMW nhá, một người chưa bao giờ donut hay drip nhá. Rồi, vào việc thôi anh. Vào việc rồi đúng không? Bây giờ thì chúng tôi sẽ phải đi đảo lốp ha. Mọi người có thể đây là thấy là cái bộ mâm zin. Này hết bộ này thôi. BMW mà. Đấy. Hôm nay mình phải nhờ cái hạ tầng ở bên Park. Chỗ đại hay làm độ xe. Đừng hết ga đây nhá, tí nữa mới hết ga đấy. Xin lỗi mọi người, hôm nay do một số yếu tố kỹ thuật cho nên là donut hay là nhẹ này cũng được tương đối rồi, xong kích cái cầm này để xem. Chưa ăn thua à? Chưa vấn đề gì. Nhưng mà sao lại buộc nèo cái này nhỉ? Nó phải có cái bit mắc vào nhé. Cái này nó bị rơi, nó có một cái ngoằm ở dưới này, cái này mất rồi. Chơi bit, chơi buộc dây ở đấy à? Thật ra cái này nó chơi tấm chắn bụi thôi. Cái này không mình. Cái ẩm này nó không phải là do chảy dầu, mà ẩm này là do cái đường nước từ trên là nước điều hòa nó chảy xuống hòa. Không phải là do chảy dầu đâu, nhưng mà dầu nó cũng có một ít đấy. Cho em xem kiểm tra bên anh Lương là có. Đây anh nhìn này, cái giỏ nước nhỏ, nước là nước nó nhỏ xuống. Thỉnh thoảng anh nhìn này, thỉnh thoảng nó nhỏ từ đây ra này. Anh nhìn này, thỉnh thoảng nó nhỏ này. Đây này, đây là nước chứ không phải là dầu. Đây là cái đấy chú ý nhỏ đấy. Anh nhìn đây à? Không phải là dầu đâu. Đây thằng này thức lái ngay đây này đúng không? Đây thức lái nha. Mất một cái cao su để ở chỗ này để kích lên. Ở đây không quan trọng lắm. Cao su thì dạng như bùn. Hả? Cao su thì dạng như bùn. Nào làm muốn tỉa tóp thì làm để cho nó benzin. Mà thấy nhiều khi anh bực hết đấy. Xe của anh cũng phải về tìm, nhiều khi mà mình phải tìm những cái đồ nhỏ nhỏ ấy. Là nó ra tấm là món mình làm được là chuyển thành cô. Kiểu cái chụp này mất chụp này. Mất chụp đấy. Mất chụp. Nhà mình có chụp không ạ? Cái này phải đặt này nhé. Đặt. Đặt. Thì đặt cả đôi luôn.
vì nó khác màu. Nếu mà con riêng lẻ thì mình đặt lẻ thì phải đặt đối khác màu. Không, nếu mà hàng chuẩn nó không đặt hàng chuẩn. Hả? Đặt hàng chuẩn thì là đặt một cái, đặt một cái thôi. Với cả ông này ông định làm thêm cái chìa khóa. À đúng rồi, cái chìa khóa này. Đây là cái này của anh chạy dầu đây này, đây mới là chạy dầu này, chạy đây dầu này. Cầu này. À, cái này vấn đề lớn. Đây này là không, cái này chỉ thay cái phốt này đi. Thay một cái phốt này. Dòng xe châu Âu nó chỉ về doang cái phốt thôi. Tất cả chỉ doang vào phốt thôi. 7 đẹp chứ. 1, 2, 3, 4, 5 nếu mà sắp xếp đúng thứ tự nha. Đây 1, 2, 3, 4, 5 nhưng mà không đúng thứ tự. Nên thay con phớt này. Cái phớt này nên thay sớm ấy. Phải thay sớm, à, nó đấy. Cầu mà em. Ờ. Cái này thay có lâu không anh? Có tốn không anh? Cái này thì thay thì nhanh, thay thì mất khoảng buổi sáng. Chi phí thế này là chi phí không? Chi phí để em tra cái phớt xem bao tiền. Rồi có khi là nhiều khi là công con này thay con này thì lại cao hơn là nhiều hơn tiền phớt. Bởi vì là phải tháo hết toàn bộ cầu này ra. Hạ ra ngả ra ngoài xong bắt đầu là phải tháo xệ được cái này xuống thì mới rút được cái trục này ra. Cái trục này nó cắm ở giữa đây. Đây tháo hết một bên này ra. Đây. Đấy, thước lái đây này. À, đây ông BMW kể cả đầu năm hay là đầu thước lái điện 3 này nó đặt ngay đây. Này mà đi nước là ăn đòn luôn. Không ăn đòn cũng chả ăn đòn nhưng mà lần rồi dần dài. hạn chế va chạm vào nước, mình không biết được cụ thể nó như thế nào nhưng mà mình cứ né thì tốt hơn đúng không? Đập thì đúng thôi. Không? Nhưng mà cái rắc mình cứ né thì mình cứ thấy nằm ở vị trí này là mình đặt dấu hỏi đã. Nó vẫn có răng trong nước. Nước vào nếu mà ngâm quá lâu vẫn vào. Bản chất nó là răng mà. Đấy. Thì mình biết thì mình nhớ tốt thôi. Cầu là phải xử lý ngay. Càng sớm càng tốt. Cái dòng này có cái dòng tàu nữa.